Ôi trời ơi. Ôi trời. Vợ ơi. Cái gì đấy? Vợ, có thấy con gà của chồng đâu không? Gà nào? Thì con gà hôm qua vợ mua về để hôm nay đãi khách ý. Ông để đâu? Nhốt ở trong lồng nhưng còn để ở đâu nữa? Thế nó đâu? Không biết thì mới phải hỏi. Rõ ràng khóa chặt như thế này mà không biết là nó chạy đi đâu nhỉ? Này, ông vẫn lô đề đúng không? Lô đề cái gì? Từ ngày vợ xé vé chồng trước bàn dân thiên hạ, bố bảo chồng cũng chả dám. Thế gà đâu? Gà làm sao mà biết được mà hỏi gà đâu? Rõ ràng canh tư nó còn ó o gọi mái. Bây giờ không biết đi đâu. Sao ông biết canh tư nó gọi mái hả? Thì đấy, thì cái lúc mà vợ vỗ đít chồng dậy để đòi ăn ấy. Này, tôi không biết đâu nhá. Ông tìm ngay con gà về cho tôi. Không tìm được con gà, biết mặt con này. Trông lắm rồi. Quái nhỉ, rõ ràng khóa chặt như thế này mà không biết nó chui đâu nhỉ. Lão Trọng. Đúng rồi, Lão Trọng. 100% là Lão Trọng rồi. Cú cú, cú cú, cú cú, cú cú cú, cú cú cú. Gáy đi con này người thế nhỉ. Bác Trọng. Chú Yên à? Bác đang làm cái trò gì đấy? Anh đang luyện chim. Bác đang nghỉ luyện chim đi, em hỏi bác việc. Thì chú hỏi đi. Tối hôm qua bác làm gì ở đâu? Tối hôm qua? Tối hôm qua anh đánh cờ với bố con thằng Ê ở tại nhà anh. Bác đánh cờ từ mấy giờ đến mấy giờ? Hôm qua là anh đánh với bố con nó là từ 7 giờ đến 10 giờ mới nghỉ đấy. 7 giờ đến 10 giờ. Thế bác ngủ dậy lúc mấy giờ và làm gì ở đâu? Đấy, bây giờ có tí tuổi rồi, đánh ngủ được. 4 giờ đã dậy luyện chim rồi. 4 giờ dậy, 4 giờ luyện chim. 4 giờ sáng có nghĩa là canh tư. Đúng rồi. Sao lại trùng khớp hết được nhỉ? Này chú Dũng khiếp ơi. Thế có việc gì mà quan trọng thế? Bác Trọng, em không nghĩ bác lại là con người như vậy. Đây, chú bảo anh không phải con người như vậy thì anh là con người thế nào? Thôi, bác có lấy gà của em ý, thịt chưa hay là cất ở đâu thì cho em xin lại. Này, chú nói thế thì hóa ra là anh là thằng ăn cắp gà nhà chú à? Em không bảo bác là thằng ăn cắp gà, nhưng nếu bác có cho ăn trộm gà nhà em ý, thì cho em xin. Không thì em báo chính quyền đấy. Này, chú như thế là chú vẫn ngoan cố, chú cố tình bảo anh ấy ăn trộm gà chú đúng không? Cái cung nó trùng khớp như thế này, bác cãi làm sao được? Đúng cái lúc bác dậy thì nhà em mất con gà. Thế gà chú để đâu? Gà em nhốt ở lồng. Lồng chú để đâu? Bác biết thừa bác còn hỏi. Thế thì đúng rồi. Lúc canh tư anh dậy là anh thấy chó sủa âm ĩ này. Thế nên anh lại thấy vợ chú cười khanh khách. Anh nghĩ nhà chú có khách thì anh lại không ra. Thế thì anh biết thằng nào ăn trộm gà nhà chú rồi. Thằng nào? Thằng cầy. Bác nói buồn cười nhỉ? Xóm mình còn gì có thằng nào tên là cầy? Xóm mình bây giờ có hơn 1.000 thằng cầy. Hơn 1.000 thằng cầy? Bác nói làm sao, làm gì xóm mình có đến hơn 1.000 thằng cầy? Ở xóm mình có cái trang trại cầy. Đấy, nó có hơn 1.000 con cầy cơ. Mà chú biết rồi, cầy với cáo là rất thích ăn gà. Chết dở. Thế như thế này thì bà con tăng ra gà qué kiểu gì? Đấy, anh cũng đang nghĩ là lần trước anh cũng mất con gà là cũng thằng cầy nó lấy đấy. Bác dẫn ngay em lên gặp thằng cầy để em đòi lại con gà. Đi. Đây rồi. Đây rồi. Đây. Chính là cái chỗ là nó có 1.000 con cầy đây. À. Chính là cái thằng này à? Hợp tác xã Thắng Lợi 12, trung tâm chăm sóc nghiên cứu nuôi và cấy ghép cầy hương. Bác có biết thằng chủ ở đây là gì không? Thằng chủ nó thì anh không biết, nhưng mà con chủ thì biết. Con chủ ở đây là gì? Hình như là con giám đốc có tên là Lê Thị Lựa. Lê Thị Lựa hay Lựa gì ấy? Hình như là Lựa. Lựa à? Ừ. Giờ em mới bác vào gặp nó. Ừ. Gà của chú đi mà vào chứ không phải gà của anh chồng của nhà người ta thì sủa chó cắn bỏ mày. Được rồi, thế bác đứng ở đây đợi để em vào em gọi em tìm gặp nó luôn. Lựa ơi, Lựa, chị Lựa đâu rồi? Chị Lựa đâu? Cho tôi hỏi chị nào, chị Lựa? Tôi là Lựa đây, có việc gì đấy anh? Chị là chị Lựa đúng không? Đề nghị chị bảo thằng cây chị trả ngay con gà trống thiến cho tôi để tôi về tôi tiếp khách. Cây nào gà nào anh? Này, trong cái tổ cây nhà chị có 1.000 thằng cây, trong đó có một thằng ăn trộm gà nhà tôi. À, anh bị mất trộm gà đúng không ạ? Đúng rồi. Cây nhà em là cây hương, nó ăn hoa quả, có phải cáo đâu mà ăn trộm gà. Nếu không tin thì anh vào trong trại xem con bạn là cầy nào mà bắt gà của anh thì anh gô cổ bạn ấy lại. Chị đừng có thách tôi. Thằng nào ăn trộm gà đâu?
Này, chú cho anh hỏi, trong những cái thằng cầy đây là thằng nào sáng sớm này vào trong xóm nhà anh ăn trộm gà? Ông bị dở hơi à? Cầy nhà tôi là cầy Hương, nó chỉ ăn hoa quả với chuối đây này, lấy đâu ra mà ăn gà? Ô thế này, thì cái con cầy nó không ăn gà? Không, nó chỉ ăn chuối thôi. Ăn chuối à? Thế mà cái lão Trọng nó bảo là cầy ở đây ăn gà. Thôi rồi, nếu mà không phải ăn trộm gà thì bỏ qua xin lỗi nhá. Này, thế cầy ở đây là bao tiền một con? 35 triệu một đôi, nó bằng chục đàn gà nhà ông ấy. Nó ăn gà làm cái gì? 35 triệu một đôi à? Ừ. Đặt thế nhỉ? Này, thế cho anh đi tham quan một tí nhá. Đấy, đi. Ừ. Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Vợ ơi. Cơm nước gì chưa? Đi đâu mà bây giờ mới bác mặt về? Từ cho chồng thở cái. Ui dồi. Vợ ơi, trong cái rủi này có cái son. Cuộc đời ông là chuột xa chĩnh gạo rồi. Rủi đâu nữa mà kêu. Thì anh cũng biết là hoàn cảnh của anh như thế, chúng mình rổ giá gặp lại thì chả là rủi hay là gì. Thế vớ được tôi là rủi hay là xui? Anh nắm được rồi, son. Nhưng mà sắp tới anh còn son hơn. Sắp tới anh không phải ăn bám vợ nữa. Anh sắp giàu rồi. Chồng sẽ không ăn bám vợ đâu. Cái ngữ ông mà cũng đòi làm giàu á? Ừ. Này, nói thật với vợ nhá, anh mà không giàu anh đi đầu xuống đất. Sắp tới nhá, anh có nhà lầu, xe hơi, có vài chục tỷ gửi ngân hàng là bình thường. À, đây có được gọi là nhà lầu không? Ừ, nhà lầu nhưng mà nhà lầu của vợ. Kia có được gọi là xe hơi không? Xe hơi nhưng mà vẫn là xe hơi của vợ. Ừ, đây. Trong thẻ này có 1 triệu đô, có được gọi là tiền tỷ không? Ừ thì là tiền tỷ nhưng mà tiền tỷ của vợ. Vợ cũng biết đấy, miệng ăn thì lúi lở. Mà đám con riêng của vợ ấy, ăn tiêu như phá mã ấy. Cái chỗ này ăn thua bõ bèn gì. Theo chồng ấy, vợ cứ đưa cho chồng cái số tiền này, chồng sẽ nhân cấp số nhân lên hàng trăm tỷ luôn. Ông làm gì mà có trăm tỷ? Chồng đầu tư. Ông đầu tư cái gì? Đầu tư nuôi cầy Hương, nhưng còn đầu tư cái gì nữa? Nuôi cầy Hương gì mà có trăm tỷ? Ông đừng có mơ bốc phét. Phét cái gì mà phét? Đây nhá, bây giờ anh tính cho vợ nhá. Một đôi cầy Hương, một năm nó sinh sản là 3 lứa, mỗi lứa từ 3 đến 8 con. Thế một năm không có 100 triệu một đôi à? Thế 1.000 đôi không có hàng trăm tỷ à? Ai vẽ cho ông cái bài toán trăm tỷ đấy hả? Vợ không tin, ra hợp tác xã Thắng Lợi 12, mô hình người ta hàng 1.000 tỷ, chứ trăm tỷ của chồng đã bó bẻn ăn thua gì. Được rồi, tôi ra tìm hiểu mà không đúng những lời ông nói nhá, ông chết với tôi. Ừ. Khách của tôi đến rồi, cơm nước gì chưa hả? Đã bắt được gà, tìm thấy gà đâu mà cơm nước. Ý chết tôi rồi. Anh ơi, dậy chưa, xuống mẹ nhờ đây con. Anh ơi, Vị đã không được nhận là chồng tôi nhé. Ờ, sao lại thế hả vợ? Ịp. Hả? Ôi anh Phước, em mời anh vào đây uống nước ạ. Chào em. Em mời anh ngồi ạ. Ờ, cảm ơn em nhiều. Em tưởng anh bom em, anh không đến cơ. Bom là bom thế nào? Anh đã hẹn thì anh phải đến chứ. Thế thì anh phải ở lại đây ăn cơm. Đừng có trốn về giống như hôm trước. Hôm trước dậy chả thấy đâu cả. Bực hết cả mình. Ờ. Im. Bác này là... Dạ hả, xin giới thiệu với mẹ anh. Đây là quản gia nhà em ạ. Ờ, thật à? Thế mà bảo là chuột xa chính gạo. Thế mà bảo là cuộc đời thằng này son. Im. Ờ, nắm được rồi. Ông ra ngoài chợ xem có món gì ngon, mang về đây để tôi tiếp khách. À, em ra ngoài chợ em làm đĩa rồi chó về anh em mình ngồi làm tí rượu anh nhỉ? Cái này hôm nay đầu tháng, cái này tôi kiêng. Kiêng à? Kiêng. Ôi giời ơi, đang ngủ ngon bà bô gọi cái gì nhiều thế. Thế có việc gì đấy ạ? Anh ơi, sao 75 gì mà lại lỗi phần mềm à? Lại còn không có cà phê ID. Chào cô, chào chú ạ. Ô cái thằng này, mày lại dẫn gái về hả con? Ô cái bà bô buồn cười thật ý. Đây là bạn gái con chứ gái cũng cái gì. Thế bạn gái mày không là gái thì là trai à? Mà này, từ hôm nọ tới giờ nhá, mày tiêu tốn hơi bị nhiều cái iPhone 15 rồi đấy. Mẹ thấy con bé này nó cũng gầy gò ốm yếu. Được ạ, kết thúc ở đây thôi. Ồ, ra dượng bảo mày là cái thằng sành ăn. Hôm nay nhà mình có khách quý, mày xem nghĩ cho dượng xem là ăn cái món gì nó hợp lý. À, em ơi, thế em thích cái món gì nhỉ? Em thích ăn hải sản. Hải sản? Hải sản thì cụ thể đó là cái gì? Ốc hay là ngao hay là cái gì? Mình phải nói rõ mới biết được chứ. Này, thế hải sản thì cụ thể là em thích cái món gì nhỉ? À, thì tôm hùm, bào ngư với lại cá mú đỏ như hôm trước anh ăn đi. Tôm hùm, bào ngư, cá mú đỏ. Ui không được. Bác này bác ấy làm kinh doanh, bác ấy kiêng hải sản. Kiêng à? Này em ơi, khách của mẹ anh nó kiêng. Thế em còn thích món gì khác không? Thì ba hầm rượu vang như hôm trước. Ba hầm rượu vang. Ui không được, thịt chó còn kiêng, ba còn kiêng kỹ hơn. Mà thôi thì mình để Dượng hỏi.
Thế thịt ba chỉ rang mới lại tép mới khô mới lại trứng tráng rau muống luộc mới xấu có được không hả bác? Ơ kìa, sao lại rau muống luộc trứng tráng gì ở đây? Thôi, ăn uống anh không quan trọng đâu, cứ phiền phiến đi em. Không được, với ông này thì có thể phiền phiến, nhưng mà với anh thì ăn uống nó phải đàng hoàng. Kìa, cái thằng móm nhôm của mẹ, cái mồm mày sang thế mà mày không nghĩ ra được cái món nào đàng hoàng tử tế cho mẹ. Này em ơi, thế em còn thích cái món gì mà nó sang sang với nó tử tế không? Thì anh thích ăn cải hương để cứ bảo mẹ anh. Ừ nhỉ, thế em lại không nghĩ ra chứ đi. À bố ơi, cải hương. Cải hương à, ăn à? Ông bảo đâu có cải hương ấy nhỉ? Hợp tác xã Thắng Lợi 12. Ra ngay, xách cổ cặp cải hương về đây cho tôi, nhanh. Nắm được rồi. Giới thiệu với hai anh, đây là ô chuồng nuôi cầy. Ừ. Mỗi một con chuồng thì sẽ ở một ô chuồng như thế này và diện tích của nó là 60-60. 60-60. Và mỗi một ô chuồng này thì chi phí làm hết 500 ngàn trên một ô chuồng thôi. Thức ăn cho cầy thì cầy rất là thích ăn các loại quả ngọt và đặc biệt là chuối. Ừ. Chuối chín thì cầy rất là thích ăn và bữa chiều thì chúng ta cho bổ sung thêm một bữa cá sống cho cầy vào buổi chiều. Con này một năm thì nó sinh sản 2 lứa. Ừ. 2 đến 3 lứa, ở trại chúng em có thể phối 3 lứa nhưng mà các anh nuôi 2 lứa. Và mỗi một lứa từ 3 đến 8 con. Ừ. Một năm mà trừ hết chi phí đi rồi thì một năm một cặp sinh sản có thể cho chúng ta thu nhập từ 30 đến 35 triệu. Lựa ơi! Lựa! Ô, thưa bác này đi tìm gà. Gà què cái gì? Tôi đến từ mua cày. Anh đã bàn với chị chưa? Nhà chưa mà quyết định sớm thế? Không phải bàn, vợ tôi nó bảo sao đi mua cày mà. Thế anh chị lấy bao nhiêu đôi? Cho tôi một đôi, một đực một cái. Ôi, sao lại nuôi một đôi hả anh? Tôi mua mà tôi thịt nuôi lắm gì? À, đây nhà em là cày sinh sản. Cày sinh sản à? Cày bố mẹ sinh sản, đây là cày sinh sản đúng không? Đúng rồi anh ạ. À, thế bao tiền một đôi? Cày này nhà em là đều hơn 15 tuổi, cho nên là thịt thì ăn rất là ngon. Nhưng mà giá nó cao đấy anh ạ. Đấy, cho tôi cái loại hơn 15 tuổi, như thế thịt nó mới dôi và ngọt. Thế giá như nào? 30 triệu một đôi anh ơi. Ui giời, 30 triệu mà từ nãy cứ ngập ngà ngập ngừng. 100 triệu tôi còn mua được. Cho tôi một đôi, bắt luôn nhá. Vâng, khách đang đợi. Thế thì mời anh ra uống nước rồi em cho nhân viên nó bắt cho anh luôn. Nhanh nhá. Dạ. Nhanh nhá. Này, thế ba người đẹp mua cầy thịt hay cầy sinh sản? Chúng tôi đến xem tham khảo mua con giống về nuôi ấy mà. Này, cầy đấy ngon đấy, thịt nuôi lấng làm cái gì cho nó vất vả đấy. Cái dòng cầy này nuôi dễ lắm mà nó nhàn, nó không sâu bệnh gì đâu. À. Bố cháu xem chốt mỗi thí điểm mỗi anh em 20 cặp để nuôi. Rồi ok, thì ông cứ chốt đi, ông mấy anh em mình theo cùng làm luôn. Ừ, ok nhá, chốt nhá. Ok. Ông chốt đi tôi theo không? Anh ơi! Rượu mang cày về rồi này. Mày xem bảo mẹ mày chuyển khoản cho người ta. Ôi giời ơi, rượu về muộn quá. Công bác đi, ông kêu đói bụng, mẹ con dắt ra ăn nhà hàng rồi. Ủa thế à? Thế hai đứa mày định đi đâu ấy? Thì đi ra nhà hàng ăn mẹ. Thôi rượu chịu khó nhà ăn mình nhá. Ủa thế, một mình ta làm sao mà ăn hàng cày được? Anh ơi, thế hả? Nhà hàng nó không có cày hả anh? Không, cái nhà hàng đấy nó chỉ có hải sản thôi em ạ. Thế anh thích ăn cày là anh lại không ở lại ăn với rượu? À ừ nhỉ. Thế thôi rồi rượu ơi. Thịt luôn. Thịt nhá này. Ừ. Thế bây giờ hai đứa chúng mày xuống bếp đun cho rượu ấm nước để thầy chọc tiết rồi làm lông. Mà này thầy bảo này, làm lông xong ấy thì mày chế biến nhá, chứ rượu không biết chế biến đâu. Ôi rượu còn lạ gì con nữa. Cái món duy nhất mà con biết làm ấy là đun nước. Thế thì bây giờ thịt cay kiểu gì? Thôi chắc cứ luộc lên. Anh này buồn cười thật. Cày người ta chế biến được nhiều món, anh lại đi luộc như luộc gà. Đúng đấy. Mà thôi, hai đứa mày cứ chuẩn bị mồm tươm tất đi. Tao sang nhà bác Trọng tao nhờ một đoán ấy là xong. Ôi giời ơi, bác Trọng nha. Dũng Hiếp nha, chở cái gì đấy? Em chở đôi cầy, một con đực một con cái. À. Vâng. Bà sang bảo nhờ bác có biết thịt không, thịt cho em một con và một con em gửi lại thì cho em con được. Ồ, thế sao lại hai con được thịt có một con này? Thì khổ quá, trưa nay vợ em mà đưa khách về bảo em đi mua cầy, thế bây giờ về nhà khách thì bảo khách không ăn nữa, khách đang ngoài nhà hàng rồi, thế bây giờ thịt hai con ăn hết làm sao được. Ồ thế à? Vâng, mà bác thịt cho em con được. Chú mua đôi cầy bao tiền? Cái đôi cầy này
chỗ quen biết người ta lấy em có 30 triệu thôi. Em mua ở ngoài hợp tác xã Thắng Lợi 12. Đây, bác ra đây xem. Úi dồi, cầy hương đây à? Vâng. Đẹp nhỉ? Đây là dòng cầy sinh sản. Thịt nó ngon hơn cầy thương phẩm rất nhiều. Mà bác biết không, dòng cầy ba máu này chỉ có hợp tác xã Thắng Lợi 12 mới có thôi. Thịt của nó ngon mà chắc lắm. Ờ. Em đảm bảo bác là chưa bao giờ bác ăn dòng cầy hương này. Ừ, anh thú thật là anh chưa bao giờ được ăn cái loại cầy hương ba máu này. Vâng. Hóa ra nó là cầy sinh sản à? Vâng, cầy sinh sản đấy. Ờ, hẹn nào đợt này anh thấy bà con cứ đua nhau đến hợp tác xã Thắng Lợi 12 để mua cầy giống. Vâng ạ. Này, chú mua đôi này bao nhiêu tiền? À, chỗ quen biết, thế là người ta lấy em có 30 triệu thôi. Mà nó là cầy giống nó đắt là đúng rồi. Đúng rồi. Hay là thế này đi, chú để lại cho anh để nuôi. Thì bác biết hợp tác xã Thắng Lợi 12 thì bác ra đấy mà mua qua em làm cái gì? Vấn đề là anh đấy có tiền. Thì bác không có tiền thì bác trả em kiểu gì? Ừ, thì thôi thì anh với chú cho hàng xóm này. Anh cho anh 1 triệu. Cho anh nợ. Thôi được như này nhá. Nếu mà bác thiện chí lấy thì em vẫn còn đi ship cho bác. Ừ. Đằng nào bác không lỡ ấy, thì em để cho bác 35 triệu. Chú mua có 30 triệu, chú bán cho anh 35 triệu. Ôi hay vậy, em đã bảo chỗ quen biết người ta để cho em 30 triệu. Còn bình thường bác ra ngoài kia ấy, bác vẫn mua vẫn phải 35 triệu và phải trả tiền mặt thì người ta mới đưa cầy cho bác chứ. Ừ. Ôi thôi được rồi. Thế chú vất ra cây hồng xiêm cho anh nhá. Để anh cải tạo chuồng gà để anh nuôi thí điểm thử một đôi xem thế nào. Nếu mà nuôi một đôi thấy năng suất kinh tế nó tốt thì anh có khi là bán bố nhà anh đầu tư cái trại to. Vâng, thế em để ở chỗ Mát anh nhá. Ờ. Ông Trọng ơi! Ông Trọng ơi! Nhà em ông Trọng ơi! Ông Trọng ơi! Này, có đúng nhà lão Trọng không? Đúng chứ này! Hôm trước gặp ông ấy ở chợ, ông bảo chú cứ đến nhà anh, nhà có dàn thanh long ở cổng ấy, với này có cây sung nhiều quả ấy. Ảnh trên Facebook ông còn chụp nguyên như này, cũng chả đúng thì sao? Đi vào! Ừ, thế thì đi vào! Ông Trọng ơi! Ông Trọng ơi! À, đây. Cháu ơi, cho cô hỏi đây có phải nhà bác Trọng không nhỉ? Đúng rồi. Ừ này, thế lão Trọng lão đi đâu rồi? Ông đi học về kỹ thuật chăn nuôi cái hương rồi. À đấy à? Thế mày gọi điện giục lão đi về bảo nó có vợ chồng chú Dũng Híp với lại cô Hòa Lửa đến chơi. Ừ. Chắc sắp về rồi đấy. Cô chú ngồi uống nước đi. Này, ngày trước lão Trọng với lão sang vay ăn vợ chồng mình từng bữa một. Thế mà từ ngày hắn đi đầu tư vào cái mô hình chăn nuôi cầy hương với lại cái hợp tác xã Thắng Lợi 12 bây giờ khá khẩm hẳn ấy. Ừ. À, thế ông đã ướm hỏi vay lão chưa? Ướm rồi, hồ hởi lắm. Thế lão bảo như nào? Thì đấy, hôm trước gặp bà chợ ấy, lão bảo là thì anh cũng có trình bày, anh bảo là vợ chồng em mới bán nhà. Thế là lão bảo ư hôm nào mời cô chú sang nhà uống nước ăn cơm. Ướm thế mà cũng đòi ướm. Lão mà không cho vay có một giờ mà. Không, kiểu gì lão chả cho vợ chồng mình vay ít nhiều cũng phải được vài trăm. Mình ơi! Mình ơi! anh về rồi này! Mình ơi! Mình ơi! vợ chồng cô chú Dũng đến chơi đấy à? Ngồi. Mình ơi! Dạ! Pha cho anh bà cốc nước sâm Ngọc Linh nhá! Đây, dạ. Uống sâm Ngọc Linh tốt lắm, khỏe lắm chú ạ! Thế à? Bác, em nghe nói sâm Ngọc Linh tách lắm ạ! À! Vừa rồi có cái anh bạn cùng cái hiệp hội cấy hương đấy, ở hợp tác xã Thắng Lợi 12 nhưng mà trại của anh tận trong con tum cơ. Tức là vừa ấy ông ấy lấy được 2 cân, tức là ông ấy nhường lại trong 1 cân gần 3 tỷ đấy. Ui, uống thảy lắm. Bác uống nước mà cũng uống nước tiền tỷ cơ ạ. À ừ, thì bây giờ sức khỏe mình mới quan trọng. Được chưa? Bây giờ có gì ngon là bổ lắm mà mình phải đổ vào mồm ngay như thế. Cảm ơn mình. Cô chú uống nước đi. Dạ, dạ em xin dạ. Dạ, dạ em xin ạ. Dạ. Uống cái này phải lắm. Vâng ạ. Dạ, em mời bác ạ. Em mời bác ạ. Bác bảo con bé nó pha thêm cốc nữa. Mời ngon quá. Dạ. Pha thêm cho anh cốc sâm Ngọc Linh nữa nhá. Vâng. Rồi, ngon thật. Con bé đấy là như nào ạ? À, bà xã anh đây. Úi dồi. Này, thế bác mời lấy vợ à? Anh mới cưới được hơn năm rồi. mà này, cô Hòa bán đến nhà, anh không biết, tiếc quá, anh biết anh lấy luôn đấy. Gì? Bác chả bảo em sớm, em để lại cho thằng cha Phước, ông chả rẻ quá.
Ui, đấy, chú cha lo anh gì cả. Khổ quá, bác cũng biết này, em không quyết định đâu. Thôi thì cô chú đến đây chơi thì anh cũng mạo muội trình bày này. Thế thì anh thì bây giờ đang chuẩn bị là mở rộng cái mô hình sản xuất cây hương. Anh làm thêm mấy cái trại nữa mà. Đấy, thế thì cô chú bán nhà thì còn tiền cho anh mượn tạm 5-7 tỷ. Chả giấu gì bác ạ, mấy đứa con của em nó chơi bời quá. Vợ chồng em bán cái nhà đi cũng không đủ trả nợ cho chúng nó ạ. Thế hóa ra cô chú bán nhà là để trả nợ à? Chả giấu gì bác, vợ chồng em sang đây trình bày với bác nè. Bác xem giúp vợ chồng em mấy chục đôi cày giống để làm vốn. Lãi suất thì bác cứ tính như ngân hàng. Vợ chồng em trả đủ hàng tháng cho bác, không thiếu một đồng ạ. Vâng ạ. Đấy, anh bảo chú ngay từ đầu rồi. Đây, anh phất lên cũng là từ cái đôi cày mà chú để cho anh. Đấy, cho nên từ đấy anh phát triển đến bây giờ cơ ngơi nó mới khang trang này chứ. Này, chú cái thời đấy mà chú nghe anh, bây giờ chú ăn đủ. Thôi, như này, chiều nay nhá, anh sẽ dẫn cô chú ra hợp tác xã Thắng Lợn này. Anh sẽ nhập cho cô chú 50 đôi giống. Vâng ạ. Yên tâm nhá, kỹ thuật anh lo cho. Cô Hòa, nói thật là bây giờ chả kinh doanh cái gì bằng nuôi cầy. Đấy, tăng gia nuôi cầy nó vừa nhàn này. Đấy, nó vừa an toàn này, vừa giá trị kinh tế nó cao này. Nuôi thì nhà tôi. Dạ. Thế thì may quá à. Đúng là vợ chồng em thì trong cái rủi lại có cái son ạ. À. Dạ. Đúng là hàng xóm tối người không phải nhau. Bác. Đấy, cô chú thấy không? Nhá, nuôi cầy nó rất là đơn giản. Đây, chuồng trại, lồng nhiếc cái thứ nó rất đơn giản này và rất là sạch sẽ. À, cực kỳ sạch sẽ luôn. Một cái khung lồng như này nhá là người ta đàn sẵn cho mình rồi. Đấy, chỉ hết có 500.000 cái chuồng của trong con cầy thôi. Đấy. Vâng, có tốn vốn đâu. Ờ đấy, mà nuôi rất thơm nhá. Đây chả có mùi gì đúng không? Cô vào trại không có tí mùi mẫn nào cả. Mà nó đái còn mùi thơm. Cái xạ con cầy người ta còn làm nước hoa cơ mà. Đấy cô lạ gì? Ừ. À đây cô lựa về rồi. Về đây, có khách sộp đến đây. Khách sộp đến đây. À, tôi mang khách sộp đến cho cô đây. À không, ý tôi nói là tôi giới thiệu cho cô chú hàng xóm đến để lấy giống của cô đây. Này, bác Trọng, cô lựa cô lạ gì em? Lựa, còn nhớ anh không? Khổ quá, cách đây 25 anh mua một đôi cày về thịt đây. À, thế là em nhìn bác cũng quen quen. Thế nhưng mà khách ở đây chúng em đông quá nên thành ra em chưa nhớ được bác. Đấy, kê đận mà chú mua cái đôi cày về thịt ấy. Mà cái thời điểm đấy là kinh tế nhà cô chú vững vàng rồi. Cô chú đầu tư nuôi từ cái dạo đấy đến bây giờ thì cô chú phải có hàng trăm tỷ. Ngày trước em cũng bàn bạc với vợ em nó không nghe đâu. Thế bây giờ thì sáng mắt rồi chưa? Thì bây giờ làm lại cũng đã muộn đâu mình. À, bây giờ này nhá, cô chuẩn bị cho anh 50 con giống nhá. Cái loại 8 tháng tuổi thôi để cho nó hợp với túi tiền. Bác có cái chạy đâu bé đấy bác? À không, chạy của tôi thì toàn chạy khủng thôi. Đây là tôi mua giống cho vợ chồng của chú ở đây. Mà như này, cô lấy cho anh 40 cái và 10 con đực. Nhưng mà cái con đực ấy thì cô cứ lấy con loại già tuổi ấy, trên tuổi là được nhá. Bác Trọng ơi, bây giờ 40 con cái và 10 con đực làm sao mà nó tỷ lệ thuận được mà 10 con đực đáp ứng làm sao 40 con cái? Không, chú yên tâm, về mặt kỹ thuật thì chú không phải nghĩ nhá. Anh với cả hợp tác xã Thắng Lợi 12 sẽ hỗ trợ cô chú từ A đến Z luôn. Tổ sư cái giống cẩy nó khỏe đấy nhỉ. 10 con đực mà nó đáp ứng được 40 con cái. Nếu mà 10 thằng đực như anh em mình phục vụ 40 bà này mà toi. Chú yên tâm, người ta tính toán khoa học hết cả rồi nhá. Kể cả nhá, khi mà chú lấy giống ở cây ở hợp tác xã Thắng Lợi 12 nhá, thì ngoài cái câu chuyện là người ta phục vụ coi là tư vấn kỹ thuật cho chú từ A đến Z ra nhá, sau này nhá người ta còn ký hợp đồng với cô chú là 10 năm bao tiêu sản phẩm cho chú nhá, cày ra bao nhiêu là người ta thu mua hết theo giá thị trường luôn. Ủa đấy, cái khoản đấy mới là vợ chồng em phải lo. Thế bây giờ mà nuôi mà nó đẻ ra thôi thì không bao tiêu được gì, cứ suốt ngày như thế lát hết gan. Ừ, nát hết gan. Thì ăn cày phải uống rượu, phải rượu ngon thì bác biết thì còn gì nữa. À. chú cứ yên tâm. Hợp tác với hợp tác xã Thắng Lợi không những có lợi mà chỉ có đại thắng trở lên thôi.